Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Buổi chiều đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà có diện tích chiều ngang là 5m, chiều dài 28m quý vị nhé. Nhà này có công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân sau trồng cây làm hồ cá cảnh. Rất là đẹp quý vị nhé. Nhà này có địa chỉ tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí rất là gần với khu vực như chợ An Cơ, vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Nhà này cách vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú chỉ tầm khoảng hơn 1 km thôi. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn, hẹn gặp mình ở ngã 6 An Phú để đi xem trực tiếp căn nhà này. Nhà này có sân đậu xe hơi rất là rộng, mình đậu xe 7 chỗ, xe bán tải và để thêm được rất là nhiều chiếc xe Honda ở đây. Nhà một trệt một lầu, trên cùng chủ nhà lợp ngói Thái. Nhà này có hướng Tây quý vị nhé, có con đường phía trước rộng 5m thông. Và đây là cái mặt tiền trên của căn nhà này. Ở đây thì có cổng ở trên quý vị nhé. Và đây là con đường của căn nhà. Đường rộng 6m thông quý vị. Khu vực đây thì rất là gần với chợ An Cơ. Nhà này có giá rất là mềm, giá 4 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn qua số điện thoại trên màn hình 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Cổng chính thì được chủ nhà làm 2 lớp. Ở ngoài là một lớp cổng sắt 4 cánh cắt CNC, phía trong là khu vực sân đậu xe hơi. Hai bên vách thì được chủ nhà đắp phù điêu. Rất là đẹp quý vị nha. Mặt tiền mái Thái hình chữ A, ban công vuông. Rất là đẹp đây. Phía trong có thêm một lớp cửa là cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Nhà đã được chủ nhà gắn rèm đầy đủ rồi. Phía trong là khu vực phòng khách. Phòng khách thì chủ nhà đã kê sẵn một bộ bàn ghế gỗ hương sẵn ở đây quý vị, tặng kèm cho quý vị khi mua về ở căn nhà này. Phía trên mình có hệ thống trần trí thạch cao kết hợp với đèn chùm, đèn led cũng như quạt trần ở trên. Nhà xây tường 20 quý vị nhé. Và cái vách cũng được chủ nhà ốp cao tầm khoảng hơn 1 mét. Chủ nhà kê một bộ bàn ghế ô hương lớn vẫn còn rộng rãi, thoải mái. Di chuyển vào trong là khu vực phòng bếp quý vị. Bếp thì được chủ nhà làm 2 dàn tủ trên bà dưới bằng chất liệu gỗ sồi tự nhiên, kết hợp với một tủ rượu mini. Ở đây đã có sẵn một bộ bàn ghế ăn 6 ghế ở đây rồi quý vị nhé. Phía trên có hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trên. Và phía cuối sẽ có phòng ngủ tầng trệt cũng như là phòng vệ sinh. Và phía cuối sẽ có view sân vườn. Một căn nhà ngang 5, dài 28m. Một diện tích rất là rộng quý vị nhé. Giá 4 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để đi xem căn nhà này. Ở đây có phòng ngủ tầng trệt quý vị này. Phòng ngủ tầng trệt đấy quý vị nhé. Có cửa sổ chỗ ra khu vực phía sau của sân vườn phía sau. Nhà mình có view sân vườn phía sau đây quý vị nhé. Ở đây thì về mình có thể kết hợp trồng cây cảnh, làm hồ cá koi, làm tiểu cảnh ở đây. Và mình thiết kế sân phơi kê máy giặt. Tuy nhiên nhà này có sân phơi kê máy giặt riêng ở lầu trên nữa quý vị. Và xung quanh đây đã được chủ nhà làm khung sắt và lợp mái che ở khu vực này rồi. Nhà có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, gần với chợ An Cơ, gần với chợ Đông Đô, gần với trường cấp 3 Lý Thái Tổ quý vị nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để đi xem trực tiếp căn nhà này. Mình cùng di chuyển lên lầu trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Bên Hồng Sơn review nhà báo giá chính chủ đưa ra. Ngoài ra Hồng Sơn còn đăng rất là nhiều sản phẩm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage mà trên YouTube không đăng hết được.
Quý vị truy cập vào Zalo theo số điện thoại trên màn hình và vào TikTok fanpage Nhà đất Hồng Sơn sẽ ra rất là nhiều sản phẩm nhà đất bất động sản tỉnh Bình Dương giá tốt, giá cắt lỗ tại thời điểm này. Lên lầu trên, ở đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này khá là rộng quý vị nha. Phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Và phía sau có khu vực sân phơi ở đây quý vị. Ở đây là khu vực sân phơi đồ trên đây. Và ngoài đây thì có một cái phòng vệ sinh ở đây nữa quý vị này. Đây là phòng vệ sinh nhé. Phòng vệ sinh ở lầu trên khá là rộng rãi luôn. Ngoài đây thì có gương soi, chậu rửa ngoài đây. Xung quanh đây đã được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết rồi quý vị. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên nhận mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Đức. Quý vị đang có nhu cầu mua hoặc bán, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để có giá tốt nhất. Đây là phòng ngủ thứ ba quý vị này. Phòng ngủ thứ ba đây quý vị nha. Phía trước ở đây có phòng thờ. Phòng thờ ở đây. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nhớ ấn đăng ký kênh, lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà. Alo cho Hồng Sơn nhé.